Xin chào mọi người, mình là Trần Văn Đóng và hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cái chuyên mục đọc báo của bạn. Thì có lẽ hôm nay là ngày thứ hai của ngày đầu tuần rồi, thì mọi người chắc là cũng khá là bận cho những cái ngày cuối năm như vậy. Rồi, chúng ta sẽ điểm qua một chút một số cái tin nóng ở trên cái báo điện tử Tri Thức Trẻ. Thì có vụ này khá là hot này. Quay lại cái trang chủ của nó xem nào. Như vậy là có một cái vụ án rất là hot ở đây. Chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào, cùng phân tích và nhận định dưới góc nhìn của Trần Hoàng Vlog. Nhận ra người em trai bị bức hại từ hình ảnh trên Facebook. Hình ảnh người đàn ông khá là khắc khổ, trông rất là giống bác xe ôm. Đúng rồi. Nó đây là chồng tôi. Gì đấy? Con mình thấy Trần Hiếu giống ông Lâm Văn Tâm, người nhà của nạn nhân. Đúng rồi. Nó đây là chồng tôi. Nó giống quá là mà bao xe lên. Không yên tâm mà quay đi. Khi nghe thì khi xem hình ảnh người đầu người trên Facebook, ui phải giật mình ra, đó chính em trai mình. Người này đã báo với công an và cái vụ việc nó cần được hé mở xem nào. Mình cảm nghe thì thấy có gì chắc mình muốn đấy là khắc nghiệm. Chúng ta thể thấy là các anh chiến sĩ cảnh sát sự đang tổ chức khám nghiệm ở cái góc này, quay nó khá là xa không nhìn được. Giống 90% giống Facebook, giống nghe cho mình 90%. Nhưng mà ba buồn nửa khổ như thế nào được, mà lúc đó thấy đau khổ lắm. Mình không muốn đây như là cái thùng rác hay sao nhỉ, quần áo này, có 4 cái thùng này. Con mình thấy Trần Hiếu giống. Sáng ngày 18 tháng 12, công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm tại phòng trọ của nghi quan Hoàng Thị Hồng Diễm, 32 tuổi, quê ở Hậu Giang, tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương, lại một cái vụ ở Bình Dương để phục vụ điều tra. Người thân của nạn nhân là Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê ở Sóc Trăng, cũng có mặt tại hiện trường để cung cấp các thông tin về nạn nhân cho cơ quan công an. Ông Lâm Văn Tâm, đây chính là ông Lâm Văn Tâm, là người trong cái clip mà chúng ta vừa xem, 47 tuổi, là anh trai của Tú. Như vậy nạn nhân là Trần Thanh Tú, 37 tuổi. Bác này thì bác 47. Chiều ngày 17 tháng 12, tức là ngày chiều ngày hôm qua, con gái tôi lên Facebook thì thấy hình ảnh đầu người có nét giống Tú nên nghi ngờ. Sau đó tôi xem xét kỹ thì đó chính là khuôn mặt của em trai, nên tôi đã bắt xe từ Sóc Trăng lên Bình Dương. Cái vụ này hôm qua mình không có thời gian lướt Facebook, cũng chả để ý lắm. Khi đến Bình Dương, ông Tâm tìm gặp công an và trình báo lại cái vụ việc. Lúc này ông Tâm và những người thân trong gia đình đã được công an đưa vào nhận dạng. Khi trực tiếp nhìn vào nạn nhân, những người trong gia đình ông đã hốt hoảng và ngã gục. Ủa, đây hình ảnh con dao dựa này. Ông Tâm nói rằng anh Tú là người hiền lành và sống cùng vợ ở Bình Dương để đi làm công nhân. Cuộc sống khó khăn thì họ phải gửi con nhỏ về quê để nhờ người thân chăm sóc. Theo hàng xóm của nạn nhân, anh Tú thì là người hiền lành, ít khi nhậu nhẹt. Mấy hôm trước, những người trong xóm không thấy anh Tú nên hỏi vợ. Được hỏi thì chị Diễm không hề nao núng mà nói rằng là chồng đi về quê. Một người thân cho biết thì chị Diễm vẫn sinh hoạt và nói chuyện bàn tán với những người xung quanh rất là bình thường. Cuộc sống ở xóm trọ cứ thế diễn ra cho đến đêm ngày 17, sáng ngày 18. Lực lượng chức năng đã đến làm việc và đưa Diễm và thông báo việc anh Tú bị sát hại. Đây là hình ảnh của chị Diễm. Chị Diễm là bao nhiêu tuổi đây? Chị Diễm này không thể nói tuổi riêng gì nhỉ? 32 tuổi, khá là trẻ, sinh năm 85 à? Sau khi bị đưa về trụ sở công an, Diễm thừa nhận đã sát hại chồng. Chị rất là bình tĩnh, rất là bình thản, như không có chuyện gì xảy ra. Theo đó thì đêm ngày 15 tháng 12, tức là khoảng 3 hôm trước, anh Tú đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ, dẫn đến hai bên ẩu đả.
Diễm dùng dao chém chồng tử vong, gắt vảy đáy. Sau khi anh Tú thiệt mạng, Diễm phân thi thể nạn nhân thành nhiều mảnh rồi bỏ vào bao ni lông, ui kinh ấy, ba lô và vứt ở bãi rác phường Thuận Giao. Vãi cái đáy. Trước đó lúc 12:30 ngày 16/12, tức là ngày hôm sau, anh Nguyễn Văn Tiến, công nhân 32 tuổi, đến gom rác tại đường 9 phường Thuận Giao thì phát hiện ra ba lô còn mới ở nơi chứa thùng rác. Anh này tò mò mở ra thì phát hiện bên trong chứa một cái đầu người. Vãi cả đái. Đây chính là người công an thu rất nhiều phần thi thể ở bãi rác của kinh ấy. Công an Bình Dương sau khi vào cuộc điều tra thì xác định nạn nhân là nam giới, tuổi từ 30 đến 35, bị sát hại nửa ngày trước khi phát hiện ra vụ việc. Ngay sau đó, công an tỉnh Bình Dương đã cử cán bộ và 5.000 chiến sĩ đến 5.000 phòng trọ ở địa bàn để tìm lai lịch nhưng không có kết quả. Thật bất ngờ, tối ngày 17/12 thì công an đã xác định được nạn nhân là Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê Sóc Trăng. Nghi can sau đó xác định được là vợ của anh là Hoàng Thị Hồng Diễm, quê ở Hậu Giang. Nghi can, đây có cả clip này, xem nào. Để xin đấy. Phòng của đôi vợ chồng này, căn phòng cấp 4 thôi, có một chiếc xe Blade sao này. Ở phòng trọ mà đánh nhau mà chết xung quanh không ai biết. Có thể chị này ra tay có tính toán trước, một là thuốc mê, hai là đợi hàng xóm đi làm rồi ra tay. Conan kinh thế, nam Conan luôn. Cấm rượu đi, rượu đi. Rồi, đây là một số ý kiến từ các cái bạn đọc phản hồi về cái vụ việc này. Thì có lẽ là chúng ta cần thêm một chút thông tin nữa, cái này khá là ít. Là các bạn nó xem nào. Có lẽ là đây là cái vụ trước. Vẫn là trong ngày hôm nay, 18:12. Từ lời khai của nghi can, công an đã tiến hành đến các bãi rác, thùng rác gần phòng trọ của nạn nhân và phát hiện ra rất nhiều cái bộ phận cơ thể trong các túi ni lông. Có tiếng ạ. Đông người dân hiếu kỳ đứng tập trung ở hiện trường để xem cái vụ việc này. Bao này vẫn đang lại thôi, có cái gì vẫn vậy đấy mà. Có thể nói là mình thấy một cái comment của bạn này nói rất là đúng này. Trước thì có cái vụ ở Bà Nội ra tay sát hại cháu gái 20 ngày tuổi, thì hôm nay lại xảy ra một cái vụ hết sức là dã man, đó là vợ ra tay chặt chồng ra thành nhiều phần. Có thể nói là cái tình hình bạo lực nó đang xảy ra hết sức là mất kiểm soát. Bình Dương thì đây có lẽ không phải vụ đầu tiên. Trước thì mình nhớ là Phạm Hữu Dương, Phạm Hữu Dương hay Phạm Hồng Dương nhỉ? Cái vụ án Dương ở
Bình Dương ấy. Nguyễn Hải Dương, quên mất lại Phạm Hữu Dương. Cũng ở Bình Dương này này, cũng đây có một cái clip gì đây. Cái này có vẻ mới đấy. Tôi mới hết hồn tôi la lên. Đây chính là cái điểm ở thôn 9 Thuận Giao ở Bình Dương. Hai giờ trưa ngày 16 tháng 12 thì công nhân gom rác Nguyễn Văn Tiến 32 tuổi đã phát hiện ra được một cái chiếc ba lô trong chứa một cái phần đầu người. Ở trong cái ba lô nó có cái bọc. Đây chính là anh Nguyễn Văn Tiến, anh công nhân. Tôi mới xé bọc ra nè, tôi thấy cái đầu người. Tôi mới hết hồn, tôi la lên cho chủ trọ ta nhờ điện công an giùm. Ở chỗ ngoài đường như này. Quay chỉ trong từ sáng 16 tháng 12, huy động tất cả các lực lượng đến 5.000 phòng trọ ở gần đấy để tìm xem cái đầu này là của ai. Và rất là mất công. Đến ngày tối hôm sau, ngày 7 tháng 2, thì đã xác định ra được nạn nhân là anh Lâm Văn Tú. Vì do cái anh trai của anh Tú thì là có con gái là sử dụng Facebook, thì có thấy đăng tải lên trên mạng xã hội thì có phát hiện ra được là cái này rất là giống với người thân của mình ấy. Thì đã đến bác ấy lên tận Sóc Trăng để làm việc với công an, thì phát hiện ra là đúng cái đầu này là của Lâm Văn Tú, là của người nhà của nạn nhân rồi. Đến sáng hôm sau, ngày sáng hôm nay, thì công an đã tiến hành bắt giữ vợ của anh Tú là chị Diễm, 32 tuổi, bằng tuổi của anh Nguyễn Văn Tiến là người nhặt được chiếc ba lô. Hết sức là dã man. Nay tiền lời hơn viên ngầm mộng. Có thể nói là cái cả dù có cái bất đồng như thế nào thì cái việc mà dùng dao mà chặt người chồng mình ra như vậy thì không thể còn gì để nói, nó quá là dã man, nó không còn cái tính người rồi. Cái hành vi của chị Diễm này thì chắc chắn là sẽ khả năng là sẽ bị chịu cái mức án cao nhất của pháp luật. Tuy nhiên là xét trong cái điều kiện có khả năng là trong cái chuyện trạng thái ức chế tâm lý, ví dụ như cái chị này chị ở nhà chị chờ cơm anh Tú này xong mãi không về này, xong hai vợ chồng về có thể cãi nhau này, trong lúc rằng co các thứ có thể xảy ra nó. Nhưng mà sau khi xảy ra vụ việc còn tiến hành chặt xác phi tang khắp nơi thì có lẽ là một cái sự cực kỳ dã man. Nếu mà ngộ sát thì nó ở mức khác thôi. Cái mức này nó là mức cố tình giấu xóa dấu vết. Và cũng là mình thấy có cái dưới như là Nam Conan phân tích ấy, cũng phải đúng rồi. Cũng có thể là có sự tính toán. Tại vì trong cái điều kiện mà cái phòng trọ nó rất là sát nhau vậy, thì nhà nào nó sát nhau thế, thì cái sự xảy ra cái cãi cọ thì chắc chắn là những người xung quanh họ kìa cãi nhau nhỏ đến mấy, nhưng mà cái lúc mà chị này chị bong anh này ra thì chắc phải nghe cái tiếng động, chứ không thể nào là mà im mà chặt được. Thì nhiều khả năng là cũng có thể là dùng thuốc mê. Mình nghĩ là cũng đúng đấy, ông này ông phân tích chuẩn phết đấy. Rồi thì qua cái bài học này, có lẽ là chúng ta những người đã có gia đình rồi thì cũng nên là, đối với những anh thì tốt nhất là nên có cái những kẻ cuối năm như này rồi ấy, thì có thể là dù hơi bận thiếp liên hoan thế nào kia, nhưng mà cố gắng là thu xếp về với gia đình để ăn cái bữa cơm với gia đình, chứ đừng lên để xảy ra những cái điều như này. Còn các chị vợ thì các chị vợ cũng mong là thông cảm cho các anh, ai cũng công việc có mối quan hệ chứ không phải là đi làm xong rồi về được, đúng không ạ? Ok, xin cảm ơn. Có lẽ mình sẽ dừng cái phần reaction ở đây. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những cái vụ việc tiếp theo, các cái vụ việc chúng ta sẽ cùng phân tích dưới góc nhìn của Trường Lòng Vlog. Ok, xin cảm ơn các bạn rất nhiều, xin cảm ơn.